con gì đây? Ôi, con to lắm. Chạy, 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 chạy. Này. Con là con gắn gì mà to thế? Con chúa. Ôi, con đồ đạn thôi. À, nhìn đây, gọi là nhìn đây. Ui, ui, lúc quay tròn luôn. Đây, ôi, một con nhá. Bạn này vô đúng một con luôn. Đây. Đây các bạn, đây các bạn đây. Thấy chưa? Đúng ổ nó chui nỗ này. Đây cây này, đây cây nó lên nào. Úi giời ơi, là mê ngay cạnh luôn nhỉ. Ôi một con luôn. Mình nhìn thấy mình vô nó tươi. Quá dã man luôn. Ôi. Hai con. Này. Đâu. Ôi, kia. Hai con nhá. Ngon. Hai con. Đấy, con lấy túi xay ngoài kia. Mang túi đây cho nào. Ừ, bây giờ hai con rồi, túi xay ngoài kia. Đấy, ôi này, rồi, này hai con nhá. Ngon. Hai con luôn nhá. Trong đây có ổ của nó đấy nhầy. Ôi này, bới xem con nỗ nào đây này, coi này. Hai con luôn nhá. Ôi, đây con nỗ này. Đây con nỗ thiên đây này. Cho túi đây. Ôi này. Con này dài, thế con đang nột này. Con đang nột này luôn nhá. Một con. Ngon rồi. Kinh chưa. Này. Về chưa? Được dã man luôn. Đây các bạn, cái con nỗ này. Vẫn còn. Ủa nó rồi, đi theo ổ của nó rồi. Nó vẫn xiên lên. Xiên đi. Tao tung ra em ơi. Đây. Đây nó ổ kìa, đánh gì? Tao tung ra thế nào. Ui, nó bò nhanh lắm. Còn bên trong nhỉ. Ui, nhanh lắm. Mình thấy nó bò thế là mình. Cứ để nhanh nhanh lên. Đây các bạn, con nỗ rồi. Đấy. Chưa? Đây chắc mà ổ nó hay có lấy ra ngoài cái bát rồi. Bên trong sâu ổ đấy. Bên trong hắn to lắm này. Ừ. Cô mẹ sâu ơi, cô sâu mẹ. Có nhìn thấy nó sâu không? Sâu, nhìn thấy này. Đúng ổ nó này trong, càng bên trong càng to này. Yeah. Ừ. Ổ đây. Đấy. Để ngon rồi, bộ tặng đây. Bớ mạnh lên xem nào. Sao có nào đây đâu. Ui, cái nỗ sâu như kia các bạn đúng không? Kìa, còn nỗ sâu, còn nỗ sâu. Nó xuyên thẳng lên đây này. Hắn trên kìa. Ui, cái rào sâu thế. Đấy. Này. Lỗ sâu bên trong sẽ trong không? Đây, đúng rồi. Mà này. Lỗ. Mà chưa? Lấy mà nó. Xiên đấy. Ủ lỗ nhỉ? Này không đúng ổ rồi, ổ rắn rồi. Chắc nó vừa hai con này vừa đi cái man về nên chạy vào lỗ mình vô được. Này bên ngoài luôn. Lỗ sâu lắm. Rồi mất lỗ nhỉ? Nó ngay ngay cái lỗ ngay gần đấy thôi. Rõ ràng vừa thế mà. Đây vừa đã đào khu này mà nó lỗ đấy mà. Nó sủi mà nên nó phủ lỗ sao ấy. Ừ. Ui, đào khu thế. Nghe thấy xem nào, cho xem có nào. Không có mấy giò đi nhỉ. Này. Ui, con này. Ui, rắn con. Rắn con rồi, rắn con. Rắn con mà, rắn con này. Ui, rắn con nhá. Ui. Đến sắp đến đấy. Rắn con sắp đến thôi. Này, có cả rắn con nhá. Chân con. Vừa nãy cái nỗ rồi đây. Nghe cái nào tâm nào. Sao đến chưa? Đấy, ô quế. Ô quế. Đến chưa? Đấy, ô quế. Đấy, ô quế. Đấy, ô quế. Đấy, ô quế. Ôi, đấy. Ngon.
Đúng rồi, đúng rồi nhá. Đúng rồi, đúng rồi của nó rồi. Đây rồi. Đúng rồi. Đấy rồi, cho vậy nhá. Đúng rồi anh em nhá. Có phi à, phi à, nó cứ có tiếng phi. Phi à? Phi mạnh không? Nó phi một phát lên. Ôi, cái tổ này to lắm rồi. Ồ, to lắm rồi. Anh nghe thấy không? Thế không? Ấy nó phi đấy. Đấy. Có đấy, đập mạnh lắm. Thế á? Đập 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 cơ. Ủa, 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 phát này con rắn hổ mang to đùng này. Ui, ui, hổ mang chúa này. Ui, to chưa này. Bới mạnh nha. Ui, con rắn hổ mang chúa này phải như thế này. Ui, con rắn hổ mang chúa này phải như thế này. Ui, con rắn hổ mang chúa này phải như thế này. Ui, con rắn hổ mang chúa này phải như thế này. Ui, con rắn hổ mang chúa này phải như thế này. Ui, có phải hổ mang chúa không? To vậy. Ui. Con này con đầu đạn thôi. À, nhìn đây các bạn này, nhìn này. Ui giời ơi, nó quay quay tròn luôn. Nó con gì này? Nó phải rắn hổ mang sao? Ui quay tròn luôn ơi. Ui giời ơi. Gì? To thế. Ui ui nó quay tròn các bạn. Nó nhìn thấy tao bấm chân đấy nhỉ? Ui hổ mang chúa. Ui. Kìa nhìn kìa. Ui giời ơi. Nó giống nhỉ. Ui ui là nhìn này. Ui ui. Ui ui các bạn này, nhìn này. Nó con gì? Ui ui này. Con nhìn đầu nó. Quận luôn này nhỉ. Nhìn như con à. Màu da như là màu. Ui ui. Nhìn nhỉ. Khủng khiếp nhỉ. Con tròn luôn nhỉ. Ui ui nhìn cái màu nó này. Ui đá màn luôn. Con này không có cái gì nữa. Nó phải bằng cái bắp chân rồi. Nó có nó. Từ từ đấy. Khoét khoét tí nữa ra sao nào. Nhìn nó thay vậy đây. Quay ra xong quay lại một nữa rồi xong rồi xem phát con gì. Gì? Cái mình nó to thế. Nó quận này chắc nó dài lắm đây. Đây 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 anh. Này như này, này. Đầu rồi, thấy đầu rồi. Thấy thấy chưa? Đây đầu này. Ủa, thấy đầu rồi. Ui, có mạnh không? Thấy đầu đấy. Không có đặt. Ủa, đây đây. Đầu đây, đầu đây. Ui, thấy đầu rồi. Thấy đầu rồi. Ui, con chăn anh ơi. Con chăn rồi. Quận tròn luôn kìa. Ui, nó quận tròn đây luôn này. Con chăn rồi. Con này mới chục cân đi à? Ui, to này mà. To, ui. Ui to ơi, nó ta nó đi nó tự trườn ra nó tự ra. Ui nó đấy tự ra nó ra thôi. Quá kinh luôn này. Kinh nhờ. Ôi con to. Anh nhìn cả bên trong này. Đầu rồi. Ui nhìn bên trong nó này. Ui đây đây đây. Ui đầu nó bên dưới rồi. Con này dài phết đấy, nhìn nó còn bay vòng kìa. Đầu bên dưới rồi. Thấy đúng rồi, nó mạnh lắm. Đấy nó quỷ. Ui này mình vừa nghe tưởng ủ nó hổ mang rồi nhờ. Ui ui. Nó thì to đấy mà. Để em xử xong cái đầu đó. Lôi mạnh lôi anh ấy nè. Đầu nó dưới anh ơi. Ui dồi, kìa kìa. Lôi mạnh lôi mạnh lôi. Đầu này đầu nó ra này, nó ra này. Đầu nó ra này, nó mùa ra này. Đấy, đấy. Ui nó phì. Ui, sổ quá. Đấy, bắt đầu tưởng mình ra đấy. Dã màn, cái bên này còn một lỗ nữa này. Thấy chưa? Hai lỗ. Đấy, chuyển. Chưa. Chuyển ra, nó chuyển ra. Nó dài chưa? Nhìn kìa nó gấp bao nhiêu khúc này mà. Đấy, chuyển ra kìa. Này ơi, chụp kinh chưa? Đấy, nó đang ra đấy kìa. Ôi, bây giờ em cho lên đường hay giải cho nó dài không nhỉ? Để cho nó trên này. Thì mọi người, tao lại coi hình sẽ cho con lên đường mọi người nhá. Nó dài chứ này. Kinh dài. À, thấy chưa? Này, xin nhìn. Nó dài chứ chưa? Này. Con này dài mấy mét chứ này, Ui kìa. Ui, con này nó khoang ghê chưa? Kinh nó dài luôn nhỉ. Khoang nó dài ngoằng. Kinh nhỉ, nó dài nhưng con chăn anh không bắt được. Dài mà to chứ. Quá dã man luôn. Kinh nhỉ. Đã nó phì mạnh á, mình tưởng ổ rắn hổ mang cơ. Kinh thật đấy. Quá dài luôn nhỉ. Quả này bắt được một con hai con rắn nào cắm dầm cầm đuôi con trai hổ mang là ghê đấy. Nó bò vào đấy chạy vô luôn. Thấy được cái đuôi. Khiếp khủng thật đấy. Bọn này chẳng nhẽ sống chung với nhau. Không chắc cái lỗ bên kia là đầu rắn ở bên này là chăn rồi. Thôi thì về đi. Con chăn này anh không bắt đâu nhá, mà anh chỉ bắt con rắn hai con rắn hổ mang kia thôi. Bây giờ anh sẽ về thôi. Thảo lại về rừng thôi. Bây giờ mình đào cái ngách bên kia cho con rắn ấy. Nhưng mà kệ đi, con này kệ đi. Kệ con ra ngoài này kệ thôi chứ. Kệ thôi. Để con này ngoài đây xem lại cái ổ này này. Sao ổ kia không đổ bên này này. Chắc rắn bên này thôi. Lại chiếm được phát nữa này. Bên này mấy ngách chắc rắn bên này mà. Mấy ngách cơ, nhưng mà ngách chắc hết rồi. Đi cầm cái túi ra đi lần tiếp đi anh em ơi. Đi. Cầm mấy cái đồ lần tiếp. Giờ anh em trước tụi lần chắc sẽ còn cái hố nào và cái tổ nào mà anh sẽ cảm thấy con rắn em sẽ đào tiếp cho quay trước cho mọi người xem nhá. Rồi thì xin chào mọi người nhá. Mọi người hãy đăng ký kênh này để ủng hộ cho anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Nhìn cái này,